Nè. Đâu ơi. Hôm nay mình sẽ quay cảnh đường phố Sài Gòn những ngày giáp Tết Nguyên Đán 2024. Phía trước mặt mình là nhà hát thành phố, là một trong những địa điểm vô cùng nổi tiếng khi các bạn đến viếng thăm thành phố Hồ Chí Minh. Nhà hát thành phố là nơi được các cặp đôi lựa chọn để chụp ảnh cưới, kể cả khách trong và ngoài nước. Đây, mình xa xa mình thấy một cặp đôi là người nước ngoài nè, đang chụp hình cưới. Đây là khách sạn Continental Sài Gòn, là một trong những khách sạn lâu đời nhất ở Sài Gòn. Đây, để mình lại gần mình quay khách sạn này cho các bạn xem. Hermès nè, Cartier nè, Patek Philippe. Đó. Công viên này đó rất được nhiều các bạn trẻ đến đây chụp hình. Trong lại nha, là có lễ hội đường sách lãnh tụ. À, đó. Ta xa thấy là tổng bí thư của Việt Nam qua các thời kỳ này. À. Rồi. Mình sẽ đi tới phía trước là kiến trúc vô cùng đặc biệt của Pháp. Nơi đây được sử dụng làm ủy ban nhân thành phố. Có rồi, xong rồi. À. Sẽ băng đi qua tượng đài Bác ở phía trước cái ủy ban nhân thành phố, nơi được rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến đây để check in. Chú BA hỏi là kiểu đó. Ồ, mai nở hết rồi nha. Phía trước ủy ban nhân thành phố nè. Oh, mai nở thơm ngát luôn. Wow, quá đẹp luôn. Có rất nhiều người dân thành phố đến đây để chụp hình. Chưa thấy khách du lịch. Không. Oh, già. Có cái mai nở sớm ghê ha. Chắc chọn những cái bài nở sớm để cho du khách chiêm ngưỡng sớm. Quá đẹp luôn. Wow, mấy cái mai quá đẹp. Wow, cái mai mới giữ nè. Khoe sắc luôn. Wow, rất rất trời. Đây, đã thấy du khách nước ngoài. Rồi, mình sẽ tiến lại gần cái tượng đài Bác. Tới tượng đài Bác. Trước mặt mình là ủy ban nhân thành phố. Đường Đông Thắng á. Ngay đường Lê Lợi thì là lễ hội đường sách nha.
phía trước ủy ban nhân thành phố thì có rất nhiều người đến đây để mặc áo dài để chụp hình với tượng bác cùng cái tòa nhà ủy ban nhân thành phố, rất là đẹp. Còn bên đây là nhà hát thành phố đây, trang hoàng. Đây là hình ảnh đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc. Năm nay là năm Giáp Thìn 2024. Năm Giáp Thìn thì cái biểu tượng là của con rồng, nên linh vật của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay là con rồng. Linh vật năm nay là rất đẹp, rất hoành tráng. Có rất nhiều người dân đến đây để chụp hình check-in trước ngày khai mạc. Thì hầu như là ai cũng khen là biểu tượng linh vật rồng năm nay là rất đẹp, rất hoành tráng và rất có hồn. Nhìn rất là thích. Đây là đoạn nằm ngay giao lộ giữa Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi. Đối diện cái khúc này là vòng xe cây liễu ngày xưa, bây giờ là vòng xoay hoa sen. Trước mình là sông Sài Gòn nha. Rất nhiều người dân đến đây tụ tập để chụp hình check-in trước khi đường hoa khai mạc. Đây. Rồng quá đẹp. Thank you.
các công nhân đang khẩn trương để hoàn thành cái đường hoa vào đúng ngày 28 Tết. Hình ảnh linh vật rồng uốn lượn dài hàng trăm mét rất có hồn. Hy vọng nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ khởi sắc hơn và nhiều thuận lợi hơn. Ồ, tình cờ gặp cô ca sĩ Tóc Tiên đang quay quảng cáo nha. Đây là hướng đi ra bến Nhà Rồng. Phía trước mình là cầu Khánh Hội. Xa xa thấy bến Nhà Rồng. Bên kia là thành phố Thủ Đức. Kia sông thành phố Thủ Đức. Đây, quốc kỳ các nước. Quốc kỳ của các nước ASEAN. Xa xa đấy là cầu Ba Son. Đây là đường hoa Nguyễn Huệ đây, sắp hình thành đây. Ta xa thấy một con rồng lớn khủng khiếp luôn. Đây, chúc mừng năm mới 2024 ngay bến Bạch Đằng, đối diện đường hoa Nguyễn Huệ. Ồ, đây cũng vui chứ. Nghe bến Bạch Đằng nhiều người ra chụp hình lắm. Trước đây thì bến Bạch Đằng này không có công viên,
công viên này mới hình thành sau này thôi. Công viên này rất là rộng, đẹp, nhưng mà thiếu cây xanh. Buổi trưa thì nóng lắm, chỉ ngồi sáng sớm thôi. Xa xa là bến tàu Waterbus, tàu cao tốc, hồi xưa tàu cao tốc nằm ở đây. Này nhìn như nước ngoài vậy đó. Phía trước là cốc không à. Xe đông kinh khủng luôn, để qua đường thì cũng cả vấn đề. Mình xin kết thúc video clip dạo quanh một vòng đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày khai mạc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.